chú anh chị nha. Em có về bãi về thì em có được một cặp Atin MS 150 TC nha. Một con 150, một con 151. Hai con nó như nhau thôi nha mọi người. Nó chả khác gì nhau nha. Các cái tem, các cái đời máy thôi. 150 là đời trước. Cái này là 2014 đi. Còn 151 là 2019 nè. Đức hết chứ, Germany. Thì hàng bãi này về em chưa dọn nha. Có sao em bán vậy, em nói có sao lại bán vậy nha. Em chưa có bung mở để kiểm tra gì nha. Thì cái con này về nó còn xăng. Em thấy vú bơm nó còn xăng. Thì em giật thử thì nó nổ nha mọi người. Nhưng mà cái này, cái công tắc của nó sao em tắt không được. Về coi thử nó có tuột cái dây ra không nha. Về coi cái đường dây công tắc đó, đi xuống cái cục lửa coi thử nó có tuột ra không. Nhưng mà tại em tắt không được. Làm mà làm nhọn nha, làm cái tin á mà làm nhọn nha, làm nhông nha. Xích cái bê tí. Công xích nó nhỏ lắm mọi người. Xích 25 á mà loại tin á nên thấy bé xíu. chỉnh làm gì đây luôn. Cái miếng cây gì dính này. Thằng bãi. Thanh xích còn nha. Lật đi. Lật gió còn nha. Chế đâu còn nha mọi người. Do mấy cái loại này, ít tin này nó làm cái nắp lọc gió đồ nó kín lắm. Ok. Này. Tắt không được nên em phải đóng e nó mới tắt nha. Về tự dọn nha mọi người. Nói sao bán vậy đó. Này hàng bãi về mới về. Đây 150 TC. Này chưa có lau chùi hết nha mọi người. Lau chùi ra là trắng tinh. Đó. Khá là đẹp. Chuồng nhìn thấy nó rất là ít dùng mọi người. Đó, nhìn thấy chuồng. Con này thì em thấy nó không có cái miếng lọc gió bên ngoài nha. Nó không có miếng lọc gió bên ngoài. Con này thì em mồi xanh nó nổ nha mọi người nha. Em mồi xanh nó nổ. Nó nổ luôn. Không biết còn xanh không. Còn xăng này mọi người ơi. Còn xăng ha. Con này công tắc thì nó tắt được nè. Con này nó không có lâm xích nha. Đó. Này nó không có lâm xích. Đó, có sao vậy nha. Thì con này không có lâm xích thì em có cái bộ lâm xích trượt này. Bộ lâm xích trượt của Shindaiwa này. Nó nhỏ nhỏ, nó ngắn nha mọi người. Tại vì nó ngắn nó còn tầm khoảng 3 tấc. Này tầm khoảng 3 tấc, 3 tấc rưỡi. Với lại có cọng xích 91 rồi này.
em cho thêm. Thì cái cặp này em nhắc lại là hàng bãi và em chưa dọn, có sao em bán vậy nha. Em cũng cứ mở cái mấy con này nó tốn công lắm mọi người, mở vỏ đồ ra thì mới mổ được bô, mở đít đồ ra này, mở vỏ đồ này thì mới mở được cái bô của nó này, thì mới thấy được bê tông này kia, nên là tại vì cái bô nó đi ngang qua đây nè mọi người, nên là không có mở, mà mình thường về mình mồi xăng mình giật hơi nó căng, mình mồi xăng nó nổ thì mình bán luôn vậy thôi. Anh em làm nghề thì biết ha. Ở cái cặp này em để cho mọi người, mấy con này thì dọn lên thì chưa dọn thì em đã bán trên 3 triệu rồi nha, chưa dọn là bán hôm bữa có một con là em bán 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi gì á, hôm bữa em có đăng một con đấy chưa dọn này. Có một cặp, cặp này em để cho anh em năm triệu sáu nha, 5,6 triệu, nghĩa là 2,8 triệu một con, 2,8 triệu một con, chưa dọn nha. Có một con này là nó không có lọc gió, con này thì nó có lọc gió nha.